Đây, sẽ căn thì tầm này. Đây, trong em mà cứ để tầm này nhá, sẽ rất là dày dặn. Nhưng mà cứ nuôi dài đến tầm này, ngọn nó cứ vót ra. Hôm nào thử cắt tóc ngắn lên tầm này. Em hơi cúi đầu một chút. Tóc này của em thì một tháng em đi chấm chân là được. Em đừng để dài quá nhá, đừng để 3-4 tháng đi chấm chân nữa, nó không đều đâu. Cứ tầm 2 tháng em đi chấm chân một lần là nó đều màu mà nó đẹp. À, lại salon gần nhà. Mợ em ấy. Ủa là mợ em có kết bạn? Không, đây là fanpage. Đây là fanpage. Cái mái này hơi bị khó đây này, cái mái này tí nữa phải phá cái ngôi này ra để cho cái mái nó về giữa này, không về nhà nó cứ bị rẽ sang hai bên như này này. À. Để cái mái ở giữa ok hơn. Cho em mượn cái bịt xịt nữa em ơi. Cái mái của em ấy nếu mà cắt chỗ nào ấy thì thường thường là sẽ hay bị nó cụt đi ngắn hơn, khi mà cắt ướt thì nhìn nó có cảm giác nó dài này thôi, nhưng mà sấy khô lên tóc em nó còn lên nữa, thì khi mà cắt ướt như này thì phải căn độ dài nó dài hơn bình thường. Ví dụ là muốn bằng lông mày này thì phải cắt qua lông mày, mà muốn trên trán này thì phải cắt lên mày lên trán là vừa. Cái chân tóc này của em nó hơi phồng. Tóc chưa kịp cắt xong đã khô luôn rồi. Anh được biết là những ai có cái chất tóc như này là giàu lắm em này. Chả em thì ai chạy đi đâu. À, em ơi cúi một chút nha.
Làm ngân hàng một tháng lương bao tiền? Mấy chục? Một. Một ngày 10 chục hả? À, một ngày 1 chục hả? Một tháng 300 triệu. Ngân hàng đấy mọi người ạ. Sau ai? Sau sau à, ai? Anh đi ai cho em đi, có ai có nhu cầu. Nó bị sao? Không sao. Không sao. Có ai có nhu cầu em muốn thì liên hệ em ạ. Đấy, cái đấy cái bảo là không giàu đấy. Đây cái tóc của em mỏng ấy thì anh sẽ tập trung vào anh cắt nó đuổi ở phần trên thôi, phần bên dưới anh sẽ giữ nguyên để cho nó dày và dường như là sẽ đuổi hai phần hai bên, hai phần này thôi, còn đằng sau sẽ giữ nguyên để lấy độ dày. Bây giờ mọi người đi ăn, đi ngủ nghỉ. Mỗi em bắt anh phải làm việc đó. Buổi trưa mọi người đâu có xem nhiều đâu. Buổi trưa thường thường mọi người sẽ nghỉ ngơi mà. Thường thường nếu mà xem, xem nhiều nhất là buổi tối 8 giờ đổ đi, xem nhiều nhất. Nhưng giờ đấy là giờ ngủ quá. Giờ đấy là giờ ngủ quá. Thường thường mọi người sẽ xem giờ đấy nhiều nhất. Cắt một chút này nữa. Mọi người cứ bảo mình biết không biết cắt tóc. Ghét này live stream cắt tóc cho mọi người xem. Có nhiều cái không muốn nói đâu đấy nhá. Ừ, khô rồi, không phải sấy nữa. Sấy anh tóc này hãy ơi. Sấy anh tóc này. Thằng ơi, à Trang ơi. À quên, Hà ơi. Hai hai ơi. Hai sấy tóc này đây. Mọi người về nghỉ trưa chưa? Hôm nay chắc mọi người đang nghỉ trưa hết rồi. 1 giờ rồi mà. Có mỗi làm tóc là khổ nhất thôi. Làm cả ngày cả đêm, không đủ ăn. Mọi người thấy mà em khổ không ạ?
Đây, đây tóc lỡ. Trước khi xem tóc lỡ thì xem mọi người em một chút tóc dài nhá. Đấy, chuyên gia này là chuyên gia lười làm nhất bên em ấy. Siêng ăn, lười làm. Suốt ngày về quê. Thấy lô cho anh, hai người thấy cho anh đây. Hai người sấy lấy hai cái. Đấy, hôm nay nhá, làm thật ăn thật luôn, cắt tóc trên tại sóng, trên sóng online luôn, cắt tóc online luôn. Kể mà có cái dịch vụ cắt tóc gọi là cắt tóc online mà được luôn nhỉ? Thì cũng hay luôn. Này, cái tóc của em rất là hay nhá, sợi rất là nhỏ nên mà khi mà cắt xong này, mới cắt xong này nhá, chưa tỉa nhá, nó đã ôm sẵn rồi. Đấy. Có ai xem theo dõi từ đầu có thấy khác không ạ? Cái mái này thay đổi nhiều nhất này. Thấy không? Khi mà lúc anh cắt ở đoạn này rất là dài nhá, nhưng mà bây giờ khi nào tí nữa nhá, khi nào cắt khô mình sẽ sửa lại một chút nữa, thay vì là cắt một phát chuẩn luôn lúc ướt, chắc chắn khi mà sấy khô nó sẽ bị co lên nhiều. Nên bây giờ sẽ sấy xong bắt đầu là sẽ tỉa lại. Về nhà em sấy ấy, khi về nhà em sấy nhá thì sẽ ôm đẹp tự nhiên luôn, chất tóc của em không cần phải uốn. Ok, sấy đi anh tỉa. Thì em có ai mà cần tư vấn tóc online thì bảo em nhé, em cắt tóc cả online luôn đấy. Không mất tiền đâu, cắt tóc online không mất tiền đâu nha, không mất phí đâu. Cắt tóc online không lấy một cái gì cả. Cắt tóc online chỉ lãi nhau tình cảm thôi. Nên để vào đây này. Nên để vào đây này, quay lưng hàm gì. Để vào đây này. Đây ấy là mẫu tóc lỡ nhá, lỡ qua vai một chút, qua vai tầm này thì khi về nhà hất nó không bị vẩy, không bị xòe. Với là cắt, khi mà mình cắt ấy thì mình cắt chỉ cắt mình cái phần viền đằng trước này thôi, không cắt layer đuổi đằng sau, nên về nhà dường như là cái độ vẩy hay độ xòe dường như là không có. Nếu mà... à có đấy, có khi mà ngủ dậy hoặc là đi xe máy đội mũ bảo hiểm thì dường như là nó sẽ bị. Còn bình thường thì... Mà đi ô tô thì không bị. Ờ, đi ô tô thì không bị đâu. Ngủ dậy thì dường như là cũng bị. Với là tóc của em ấy, tóc của em mà cắt không tự nhiên như này thôi thì dường như là về nhà thì cắt ở salon như thế nào thì về nhà nó yệt như thế. Không có thay đổi gì nhiều. Này, nay Facebook nó không có filter nhỉ? Hả? Yeah. Ngày trước có filter mà bây giờ sao không có nhỉ? Ok chưa? Được chưa? Đây, bây giờ mình sẽ tỉa. Đây, cái điểm yếu nhất của cái tóc này ấy, đó là cái phần hộp sọ ở đỉnh hai bên như này này. Làm thế nào cho nó phồng lên mới là quan trọng. Để nó đẹp này. Khi mà làm tròn lên này là đẹp nhất này. Đấy. Nhưng mà tóc này làm phồng thì về được đúng là chắc là được một tuần rưỡi hết. Nhanh duỗi mà, tóc sợi nhỏ, dễ duỗi. Nhất mai, nhì mai. Cắt tóc quan trọng nhất là phần mái với phần mai.
tóc nhá, về thường thường ấy, nó sẽ rơi vào thời gian khoảng 2 tháng đến 3 tháng. Lâu nhất là 3 tháng là mình phải đi cắt tỉa lại rồi. Lâu nhất 3 tháng phải cắt tỉa lại rồi mọi người nhá. Tại vì là sau thời gian tóc ấy, tóc nó mọc ra ấy, thì thường thường là nó cũng mọc có sợi nhanh, à có sợi mọc nhanh với sợi mọc chậm, thì có sợi ngắn sợi dài nó sẽ bị phá form ấy. Thì sau 2 tháng đến 3 tháng mọi người nên đi cắt tỉa lại một lần nhé. Đừng để lâu quá. Để lâu quá bọn em lại không có tiền đóng tiền nhà. Không có tiền trả nhân viên. Đây là cắt tóc dường như bên em dường như là rất là ít tỉa, tỉa rất là ít thôi, không tỉa nhiều. Tùy từng tóc nhé, tóc dày thì mình sẽ tỉa, còn tóc những tóc sợi mỏng này mình dường như là mình sẽ không tỉa, là một chút xíu nhẹ thôi. Tỉa một chút nhẹ cho tóc nó mềm thôi, chứ không tỉa nhiều. Đấy, cắt như này, cắt thừa như này xong rồi đợi mấy hôm nữa lại nó tóc nó vẩy hết lại đi cắt tóc, thế mới nhanh có tiền. Nhìn thẳng gương nhé. Cái đấy đang bị vi phạm đấy, đang cấm nó không được duyệt người xem kìa. Cái đấy chả hiểu sao anh nói cái gì mà bảo vi phạm người, không cho người. Cái chỉ cái má chút cái mắt đấy. Nhắm mắt lại. Riêng cái tóc này mà không cắt mái thì đúng là một sai lầm luôn. Đây, bây giờ sẽ giật lên cho nó tròn đầu cho mọi người xem cái mẫu tóc này khi mà hoàn thiện nó sẽ như thế nào nhé. Đây, cái điểm yếu của tóc này mỗi một thứ duy nhất thôi là làm thế nào để cho nó tròn cái phần hộp sọ hai bên này cho nó tròn đầu là đẹp thôi. Ok, giật cho anh với. Giật giả thôi nhá. Em thích các kiểu đấy không? Ừ. Phải nhuộm tóc kiểu đấy nhé. Dập lên một chút.
Bạn đấy là bạn chuyên cắt tóc ngắn đấy. Bạn thợ ấy. Bạn thợ là bạn chuyên cắt tóc ngắn. Nhà bên nhà anh thì đặc biệt là có một điều là bạn nào chuyên ở mảng nào thì chỉ làm chuyên ở mảng đó thôi. Kiểu không ai có thể làm giỏi được tất cả các mảng được ấy. Như không ai cũng như anh đâu, không ai hoàn hảo như anh đâu. Kiểu tóc nào cũng biết cắt. Đây nhá, tóc này nhá, kể cả mọi người về nhà làm như thế nào đi chăng nữa nó cũng không bao giờ vẩy. Ép cho nó vẩy nó cũng không vẩy được luôn đấy. Tại vì là cắt tự nhiên mà, không có uốn. Đây là chỉ áp dụng cho những cái chất tóc mà kiểu sợi nhỏ mảnh đấy nhá. Còn chất tóc sợi to thì hay là bông ấy thì thôi. Em xin chịu, em xin đầu hàng luôn. Đó. Chất tóc chị nào ấy mà thuộc chất tóc sợi nhỏ này, không bông này, suôn mượt này thì cắt được nhá, không cần phải uốn nhá. Cắt nó ôm như này rồi, cắt nhẹ nó ôm như này rồi thì không cần phải uốn. Đỡ tốn tiền, đỡ mất thời gian mà bọn em cũng lười uốn cơ. Căn bản là vừa mới Tết xong bọn em cũng đang còn nhiều tiền trong Tết chưa tiêu hết. Không muốn khách hàng uốn. Đây này, góc bên này xinh hơn này. Đây nhá, góc bên này xinh hơn nhá. Hay thế nhỉ? Cái này không zoom lại được. À, zoom lại được đây. Ơi. Đây. Là hơi cúi đầu một chút xem nào. Ui chết rồi. Chỉnh quá rồi. Mỗi tội là bên này đang dài hơn. Chỉnh lại một chút. Với những cái tất tóc mà mỏng nhá, mà sợi nhỏ như này này này, thường thường ấy thì không nên cắt layer cả đầu, và chúng ta chỉ cần cắt layer phần bên trước này thôi, để tránh cái trường hợp là nó bị mỏng mỏng quá. Khi mà cắt layer ấy thì cần cắt đường trước này thôi, cắt dọc mai đường trước này này thì nó vẫn có độ layer, vẫn có độ layer, nhưng mà nó vẫn tạo được sự độ dày cho tóc ấy, không bị mỏng. Đó, hoàn chỉnh. Cắt một cái tóc chắc là khoảng 30 phút. Bao nhiêu phút rồi em? Khoảng 10 tiếng rồi. 30 phút à? Đấy, cắt hoàn thành một cái tóc 30 phút làm 2 lít. Cắt tóc online mất tiền nha. Còn mọi người mà cắt tóc online thì không mất tiền nhá, mình cắt miễn phí 100% luôn, không lấy tiền. Thế nào? Đây này, khi mà tóc mỏng nhá, mà cắt layer lên như này nhá. Đây nhá, về nhà cắt về nhà như này nhá. Cắt khi mà mình cắt về nhà kiểu này ấy, thì giống như là về nhà thì cần sấy khô, không cần phải làm gì cả, thì nó vẫn ôm như này. Thì tội gì mà phải uốn đâu, tự uốn làm gì cho tốn tiền ra, đúng không? Nhưng mà chất tóc mà bông là phải uốn ép nhá. Đây chỉ dành cho chất tóc mà mỏng mảnh thôi. Thế yeah. Anh thế đấy, thi thoảng anh hay hứng lên là anh nói anh không giữ mồm giữ miệng được đâu. Cái mỏ này nó hơi hỗn mọi người ạ. Cái mỏ này nó em cần cắt ngắn tầm này là được rồi. Hả? Em có cắt ngắn như chị kê cũng được kìa. Nếu mà không thích thì mình nối được mà. Ôi, nhà đầy tiền lo gì. Hôm nào qua lối bài sẽ like và
Ừ. À thì vẫn phải nhuộm mà. Hả? Vẫn phải nhuộm mà. Nối lai mà, nối lai thì đương nhiên là không phải tẩy tóc ấy, nối lai thì mình chỉ cần nối sợi tóc lai vào vào đây thôi. Đây, tạo điểm nhấn ra. Anh đang có những sợi lai màu gì? Hả? Anh đang có những sợi lai màu gì? Lai á, lai thì có nhiều màu, màu gì cũng có. Nhưng mà Với tóc của em để màu trầm như này em cứ nối cái lai là thật là sáng lên là đẹp. Ừ, màu hồng này hả? Cả ngoài cả trong nó sẽ phụ thuộc vào là em hay cột tóc hay là em hay xả tóc. Nếu mà em hay xả tóc thì nối ở ngoài. Và em hay nếu mà cái tỷ lệ ấy, em buộc hay là hoặc là em kẹp nhiều hơn đúng không? thì sẽ cân đối để mà làm thế nào. Mọi người hay nói là tóc chỉ đẹp ở salon. Đúng mà. Ra salon tóc mà không đẹp nữa thì thôi. Nói chuyện gì. Nhưng mà về nhà hướng dẫn làm sao để cho mọi người về nhà chăm sóc được khoảng đến 70 đến 80% như ở salon là được. Ok. Ok rồi. 30 phút nhá. 200k kẻ làm tóc cũng nhàn. Kể kiếm tiền cắt tóc này cũng nhàn nhanh. Đây tóc này về nhà nhá, khi mà ai mà cắt cái tóc này ấy, thì dường như là về nhà chỉ cần sấy khô thôi ạ, sấy khô 90% thôi, không cần phải chăm sóc gì nhiều, để tóc tự nhiên như thế nào thì khi mà sấy khô xong nó sẽ yệt như thế, nó sẽ không thay đổi điều gì cả. Chỉ có mỗi một điều duy nhất, nếu tóc này mà hay bị vảnh nữa, chỉ vảnh ở giai đoạn một là đi xe máy, mà hai nữa là khi mà ngủ dậy thôi. Còn giống như là trong trường hợp không bao giờ bị vảnh khi mà mình sấy khô xong luôn. Tại vì tóc này tóc tự nhiên, cắt xong không có uốn, không có làm gì cả. Đó. Nha, sau thời gian sau khoảng 1 tháng nữa đi chấm chân lại nhá. Ừ, tóc này chỉ có mỗi cái điều là làm thế nào để cho nó phồng được hai bên này là đẹp. Không khi nào làm phồng cũng được. Chả thấy khen, ai khen đẹp trai nhỉ? Ok. Em ơi phủ tóc cho anh với em ơi. Cảm ơn nhá. Chào mọi người.